Đàm Vĩnh Hưng và bệnh cuồng trong đám tang đại tướng. Mến chào quý vị và khán giả, chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm trên kênh bổ ích và thú vị. Thưa quý vị, vừa qua thông tin ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tái xuất đã gây xôn xao cộng đồng mạng dịp Tết vừa qua. Nhưng thay vì ngưỡng mộ, dư luận lại để lại nụ cười mỉa mai bởi thói làm màu của anh ca sĩ này. Leo tèo vài khán giả thì đi bài BR cả ngàn người đến xem, chẳng có fan cuồng nào mà thuê những 20-30 vệ sĩ để bảo vệ, âu cũng là trò ra vẻ. Thể hiện ta đây vẫn ở thời đỉnh cao sự nghiệp. Nói về thói làm màu, chúng tôi bỗng nhớ đến câu chuyện Đàm Vĩnh Hưng và chuyện cuồng trong đám tang đại tướng, một sự làm màu lố bịch ngay trong đám tang của người đã khuất. Hôm nay chúng tôi sẽ ôm lại chuyện cũ, như người và mộng sống ảo không hề cũ nhé. Khi đã đến trước linh hồn thiêng liêng của đại tướng, hình như ai cũng nhủ lòng hay hành xử cao đẹp để xứng đáng với vong linh của người. Vì vậy, cuộc tiễn đưa đại tướng đã diễn ra hết sức tốt đẹp, trọn vẹn. Nếu như không có một vết gợn rất nhỏ, đó là việc Đàm Vĩnh Hưng chen ngang, cãi cọ để vào viếng đại tướng. Chuyện ca sĩ gây sốc bằng những trò scandal không lạ, nhất là với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, từ chuyện hôn môi nhà sư đến chuyện cãi cọ hỗn hào với nhạc sĩ lão làng Nguyễn Anh Chính. Tất cả những thứ đó cũng có thể bỏ qua, bởi với những người như Đàm Vĩnh Hưng, sự non nớt trong cách hành xử, sự ấu trĩ và đặc biệt là tính tự phụ thì cũng chẳng có gì lạ lạ. Nhưng vừa rồi ở đám tang đại tướng Võ Nguyên Giáp thì đã vượt quá sự tha thứ, bởi nó không còn là sự ấu trĩ trong cách hành xử kém cỏi về trí tuệ, ngông nghênh kiểu trẻ con, mà còn hơn thế, nó còn là cách hành xử của một người không có lý trí hay không làm chủ được lý trí. Theo cơ quan thông tin đại chúng thì ngày 6 tháng 10, hàng ngàn người đang chờ đợi xếp hàng, trong đó không ít tướng lĩnh cùng thời với đại tướng. Nhiều nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nghệ sĩ nổi tiếng có quan hệ thân thiết với đại tướng và người nhà của đại tướng, cả các vị thương binh, người già, phụ nữ, trẻ em đang xếp hàng rất trật tự, bởi không ai muốn dành cho mình một đặc ân trong không khí đau buồn này, đó là đạo lý. Ấy vậy mà cậu ca sĩ này đã chen ngang để vào viếng đại tướng. Hành vi thiếu văn hóa của Hưng bị cộng đồng lên tiếng, nhưng không hiểu vì sao anh ta lại bao biện rằng mình đã gọi điện báo trước cho người nhà đại tướng và ra đón vào viếng. Và nói rằng, nếu tôi xếp hàng thì xảy ra cảnh mọi người vây quanh tôi, xin chụp ảnh hoặc xin chữ ký gây mất trật tự và phản cảm hơn. Đàm Vĩnh Hưng à, trời cho anh một giọng hát, hay hay dở tùy thuộc vào tai người nghe. Có thể khi ra ngoài trước một đám đông, anh sẽ nhận ra sự cuồng nhiệt hò hét chen lấn của các bạn trẻ. Nhưng 1.000 và 1.000.000 lần không, không một ai trong cuộc đi viếng đại tướng lại bỏ xếp hàng để chen chân xin chữ ký của anh. Hãy tin đi và hãy tỉnh lại đi. Mọi sự so sánh vốn đều khập khiễng, nhưng tự gián tiếp so sánh mình với đại tướng Võ Nguyên Giáp thì quả thật đấy chỉ là một trí tệ của một người không bình thường, thậm chí là bất thường, hay nói cách khác là một người không làm chủ được hành động của mình. Người nghệ sĩ rất cần sự bùng nổ, thậm chí là coi trọng cái tôi đến mức sự bùng nổ bộc phát, dẫn đến những hành động điên rồ trong sáng tạo. Còn tự phụ đến mức nghĩ rằng những người xếp hàng viếng đại tướng sẽ bỏ xếp hàng đổ xô đến sườn chỉ ký, thì đó là trạng thái của người không bình thường, cần phải được chữa trị. Có lẽ nhắc lại với mọi người là thừa, nhưng cần phải nhắc lại với Đàm Vĩnh Hưng rằng đại tướng là bậc trí thánh đã được nhân dân cả nước, già trẻ, trai gái, phong thần ngay khi còn sống. Trong nỗi đau thương vô hạn của cả một dân tộc khi mất đi người anh hùng, một vĩ nhân thì hãy tin rằng không ai để ý đến cậu cả. Đấy, cái thói phô trương, khoe mẽ đâu phải đến tận bây giờ mới bộc ra. Nó đã đi sâu, thể hiện rõ ràng từ rất lâu rồi. Chẳng qua đến giờ này, vận số nghề nghiệp của anh đã tận, nơi mọi người mới chú ý nhận ra chân tướng sự việc thôi. Nhưng nay khác xưa, anh ta đã có người sẵn sàng dùng tiền bạc, thời gian để đối đầu. Sự đẹp thói phô trương, hóng hách, làm càn chính là bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng. Để xem từ giờ ông Hoàng Nhạc Việt còn đủ sức để gái nữa hay không nhé. Đúng là càng vạch ra thì sâu càng nhiều, thế mới thấy giới nghệ sĩ từ bao giờ cho mình cái quyền trèo lên đầu khán giả, tự cao tự đại ông hoàng bà chúa.